thưa quý vị thưa các bạn hoạt động kinh doanh của tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát sài gòn sapeco luôn gắn liền và đề cao việc thực hiện các mục tiêu trách nhiệm về môi trường xã hội quản trị esg nhằm góp phần xây dựng cộng đồng và đất nước việt nam thịnh vượng hơn bền vững hơn sapeco tiếp tục thực hiện các hoạt động vì cộng đồng và tăng cường các sáng kiến về tăng trưởng xanh hướng đến mục tiêu chung của quốc gia và từng bước nâng cao chất lượng cạnh tranh của doanh nghiệp Sáng kiến ESG Việt Nam là một trong những nỗ lực góp phần thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững, qua đó giúp các doanh nghiệp Việt Nam đón đầu các cơ hội mới trong bối cảnh chuyển đổi xanh và nâng cao sức cạnh tranh khi tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Mô hình hướng đến phát triển bền vững của doanh nghiệp này hướng theo 4 trụ cột bao gồm sản phẩm bia tốt nhất Nhà sản xuất bia bền vững nhất, nhân lực tài năng nhất và cộng đồng bền vững nhất. Bia Sài Gòn sinh ra tại Việt Nam, tự hào là thương hiệu bia Việt Nam có đủ sức cạnh tranh toàn cầu với chất lượng bia ổn định, mang đến trải nghiệm cho người tiêu dùng khi không thua kém sản phẩm nước ngoài. Và điều quan trọng trong quá trình hoạt động kinh doanh là Sabeco tuân thủ pháp luật, môi trường, trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất để đảm bảo hoạt động sản xuất không ảnh hưởng môi trường sống, góp phần đạt được chỉ tiêu tăng trưởng xanh. Từ khi chính phủ đưa ra cái lộ trình mà phát triển bền vững thì uh, Sabico đã đưa ra cái chiến lược và 11 cái mục tiêu ESG tức là môi trường, xã hội và quản trị. Cái uh, việc này nó không phải là cái việc thách thức đối với Sabico. Vì Sabico từ khi xây dựng tới ngày nay chúng tôi luôn coi cái việc phát triển bền vững, xanh sạch môi trường là cái nhiệm vụ xuyên suốt. Bắt đầu từ năm 2018, doanh nghiệp đã triển khai kế hoạch chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến có thể kể đến như tái sử dụng nước thải, tái chế két bia cũng như các hoạt động liên quan đến nâng cao nhận thức cộng đồng. Thuộc ngành hàng tiêu dùng nhanh sử dụng nhiều bao bì, Sabeco sẽ thực hiện trách nhiệm thu gom tái chế bao bì theo quy định của luật bảo vệ môi trường năm 2020 kể từ năm sau chuẩn bị cho việc thực thi trách nhiệm này, doanh nghiệp cũng thực hiện các giải pháp bao bì bền vững, đồng thời khuyến khích các đối tác phân phối cùng chung tay nâng cao tỷ lệ bao bì được thu hồi, tái chế sau tiêu dùng về bao bì và tuần hoàn kinh tế. Có hai cái loại bao bì chính: lon và chai. Thì đối với lại cái bao bì chai thì chúng tôi sử dụng những cái giải pháp phủ bóng để đảm bảo được rằng cái số lần chai nó quay vòng về tái sử dụng thậm chí có thể hơn 10 năm. Còn đối với bao bì lon thì chúng tôi sử dụng các cái nguồn bao bì lon nhôm là những cái nguồn bao bì mà nó có cái giá trị thu hồi cao, nó phù hợp cho các cái đơn vị thu hồi, xử lý và tái chế. Với phương châm muốn doanh nghiệp phát triển bền vững thì cộng đồng phải phát triển bền vững. Sabeco đã phối hợp với các bên liên quan triển khai nhiều dự án cộng đồng có giá trị cao. Bên cạnh đó một số hoạt động liên quan đến tôn vinh văn hóa hỗ trợ khởi nghiệp cũng được doanh nghiệp thực hiện nhằm thể hiện trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp Việt với khát khao trở thành doanh nghiệp đồ uống hàng đầu Việt Nam có vị thế trong khu vực và quốc tế. Dù khó khăn vẫn hiện hữu trong năm 2024, doanh nghiệp sẽ tập trung vào các yếu tố then chốt là tối ưu hoạt động thương mại, hiệu quả chuỗi cung ứng và các sáng kiến môi trường xã hội, quản trị ESG. Để gia tăng và chiếm lĩnh thị phần, doanh nghiệp sẽ tập trung vào ba khía cạnh, tối ưu bán hàng, hiệu quả cung ứng và các hoạt động trách nhiệm với xã hội môi trường. Việc này sẽ mang lại kết quả tích cực. Song hành cùng mục tiêu phát triển kinh doanh và kế hoạch hành động, Sabeco tiếp tục đẩy mạnh mục tiêu phát triển bền vững, trong đó bao gồm các sáng kiến ESG phù hợp với mục tiêu chung của doanh nghiệp và mục tiêu chiến lược quốc gia nhằm tiếp tục khẳng định cam kết nâng tầm vị thế thương hiệu Việt.